Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà tìm kiếm kênh YouTube thí nghiệm điện. Đây là cái kênh YouTube mà chuyên về thí nghiệm điện cho mọi người nha. Mọi người có thể vào gõ YouTube này, youtube.com này. Đấy, sau là mọi người gõ chữ thí nghiệm điện. Đấy, mọi người gõ chữ thí nghiệm điện này thì ở chỗ phần này ấy, nó sẽ có rất nhiều video cho mọi người ấn vào đây này, vào cái chỗ phần kênh này. Đấy, và mọi người nhìn thấy chữ kênh kênh thí nghiệm điện này. Đấy, mọi người kéo vào đây. Hello, Đấy xin chào anh em nhé. Chào mừng. thì mình xin giới thiệu một chút, đây là cái kênh YouTube mà mình dành riêng cho những anh em thí nghiệm. Đấy, tại vì có rất nhiều anh em mà chuyên về thí nghiệm hỏi mình rất nhiều các vấn đề về thí nghiệm thì mình làm riêng một cái kênh này để hỗ trợ cho anh em cũng như là chia sẻ những cái video liên quan về thí nghiệm điện. Đây, video thì mình đăng cũng chưa được nhiều lắm. Trong cái kênh YouTube thí nghiệm điện này ấy, thì mình sẽ chia sẻ những video thực tế ngoài công trường và những video liên quan đến vấn đề đào tạo, cả thực hành và lý thuyết liên quan đến vấn đề thí nghiệm điện nha. Anh em nào mà muốn học thêm nghề thí nghiệm điện thì anh em có thể tham khảo kênh YouTube này. Đấy, mọi người có thể đây ấn vào chuông ấn vào đăng ký này, xong là ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh nút đăng ký này để khi mà có video mới thì mọi người có thể nhận được. Ok nhé mọi người nhé. Đấy, đây đây là bộ Pronovo. Đây là những hình ảnh thực tế chụp sóng gọi là TC máy biến áp 110 kV này. Đây là thí nghiệm kháng kháng khởi động động cơ. Đây là đo đặc tính từ hóa ngay tại công trường. Đây là những video đào tạo này, 1 đến 5 video đào tạo, tại vì mình cũng đi thực tế ngoài công trường. Nên là ngoài thời gian ngoài thực tế ngoài công trường thì mình mới có những cái video chia sẻ với mọi người như thế này thôi. Chứ còn thực tế là mình khá là bận nha. Đấy, rất nhiều anh em hỏi các vấn đề thì anh em có thể tham khảo kênh YouTube thí nghiệm điện này nhé. Trên kênh YouTube Điện Việt Nam cũng có rất nhiều video liên quan thí nghiệm điện, nhưng mình sẽ mở riêng một cái phần mà thí nghiệm điện này để cho anh em tham khảo. Anh em nào cần tìm hiểu thông tin học ở trên trên cái nền tảng này hoàn toàn free này mọi người, học ở đây hoàn toàn free nhé, nên anh em yên tâm không có thu học phí của anh em đâu, sợ nhé. Chia sẻ hoàn toàn free, kể cả kênh trên kênh YouTube Điện Việt Nam cũng vậy, toàn những video chia sẻ anh em hoàn toàn free hết. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người nha.